Nay mình sẽ nói cho các bạn biết là cái server nào của ReFootNow là cái server mà khó tạo acc nhất. Bạn đang có nhu cầu mua acc Genshin, hãy đến ngay với shop Genshin Việt. Acc siêu ngon, giá siêu rẻ, đặc biệt là những trò chơi cực kỳ hấp dẫn, mua một tặng một. Còn chần chờ gì nữa, đến ngay với shop Genshin Việt, uy tín đặt lên hàng đầu. Ô, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kệ đây. Thì như dạo thời gian gần đây là đầu tháng rồi mà các anh em vẫn chưa tạo được tài khoản ReFootNow Premium, cũng như là mình cũng vậy ha. Thì bây giờ những cái thẻ nó phải có tiền các bạn, mình mới đăng ký được, hoặc là mình có thể tìm những cái thẻ trả trước. Nói chung là nó hơi khó, bây giờ mình cũng đang tìm cách đây các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết là cái server nào là khó tạo nhất trong các acc của ReFootNow luôn. Thì như các bạn cũng biết á, thì mình đã làm qua khá là nhiều cái server rồi. Cái server Mỹ, Pháp, Anh, rồi server của những cái nước bên ngoài, tức là những cái nước mà nó không nằm trong châu Âu đó, thì mình cũng đã làm những cái server cho các bạn rồi. Ở đây các bạn nhìn, không biết các bạn có hiểu không, tức là Pháp, Mỹ, Anh thì nó nằm chung một cái server, đó là Nvidia, tức là cái server gốc của ReFootNow ha. Còn bên Úc thì nó xài Pentanet nè, bên Nhật thì SoftBank và Âu. Ở bữa mình cũng có làm về Brazil nữa anh em, thì nó cũng có một cái máy chủ, tức là một cái cách đăng ký khác nhau. Và Đài Loan thì cũng có một cái cách đăng ký khác nhau như vậy. Hình như là có tổng cộng 6-7 cái máy chủ gì đó các bạn ơi. Nhưng mà tất cả các máy chủ này mình đã tạo được hết và mình đã ra video được hết rồi. Và chỉ có một máy chủ là mình không có tạo được và mình không có ra video. Đó là máy chủ của Hàn Quốc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ chọn cái máy chủ ha. Sau đó là mình chọn máy chủ Hàn Quốc và mình sẽ đăng nhập cho các bạn vào xem cái server của nó là đăng ký bằng cái loại tài khoản nào nha anh em. Thì mỗi một cái server sẽ đăng ký một loại tài khoản khác nhau, và nó cũng sẽ miễn phí theo cái cách khác nhau. Việt Nam mình thì chưa có, Việt Nam mình phải tính phí. Việt Nam mình là đang sử dụng chung cái máy chủ với Singapore các bạn. Đó là máy chủ sát hút nha các bạn, nhưng mà nó chỉ đang có bảng premium thôi, chứ nó không có cái bảng free như là những cái server khác. Rồi, hiện tại mình đang bật cái VPN của Hàn Quốc nè các bạn. Bây giờ mình sẽ login vào cho các bạn xem ha. Thì đây là cái nó bắt mình. Đây là các bạn, ở đây là nó bắt mình đăng ký tài khoản của Hàn Quốc đấy. Hồi trước giao diện của ReFootNow nó khác, thì các bạn có thể xem tất cả các server của ReFootNow ở các khu vực. Nhưng bây giờ thì nó không cho mình xem nữa. Mình bật cái VPN của cái nào á thì nó sẽ hiện ra cái đó luôn. Đây là các bạn, dịch ra nè các bạn ơi. Thì ReFootNow chỉ dành cho khách hàng 18 tuổi trở lên, khách hàng sử dụng U cộng Mobi. Đó, tức là các bạn phải có cái tài khoản U cộng Mobi, hoặc là có số điện thoại của khách hàng, hoặc là cái U cộng ID để đăng nhập. Nói chung là anh em phải đăng nhập, các bạn phải đăng nhập bằng cái tài khoản LG cộng nha. Đây mình vào cái, mà đây hiện tại mình đang bật cái ReFootNow server Hàn Quốc, và mình kéo xuống cho các bạn xem. Kéo xuống tới dưới luôn thì nó sẽ có cái máy chủ, tức là cái máy chủ là gì? Cái máy chủ là cái dạng tài khoản này mà các bạn có thể đăng nhập vô. Đây là LG U cộng nè. Tức là nó đang kết nối với cái hãng này xức cái tài khoản ra cho các bạn đăng nhập vào ha. Ngày trước mình cũng đã mày mò nghiên cứu rất là nhiều rồi và không được nha các bạn, đăng ký không có được tài khoản này luôn. Nhưng mà cái bên Hàn Quốc là cũng miễn phí với một tháng nha các bạn. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải là công dân của người Hàn Quốc và các bạn phải có đầy đủ thông tin xác thực bạn là người Hàn Quốc luôn. Chứ nó không có dễ như những cái server khác nha các bạn. Cho nên là cái server này được gọi là cái server khó tạo nhất, nhưng mà khó tạo với người bản xứ thôi. Còn riêng về những người nước ngoài như mình á thì mình không có thể nào mình tạo được luôn các bạn. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Anh em nào mà biết tạo cái tài khoản server Hàn Quốc này thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình sẽ học tạo cho các bạn ha, để mình ra clip mình hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn luôn. Chứ mình đã cố gắng mình tìm tòi rất 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 là nhiều, thì mình muốn ra những cái server mới đó cho các bạn ha. Server Hàn Quốc là một server mình chưa có làm và nó chỉ còn ở server Hàn Quốc thôi, còn những cái server khác thì mình đã làm đầy đủ hết trơn rồi ha. Và nếu các bạn còn muốn biết thêm thông tin về ReFootNow thì các bạn hãy đăng ký kênh mình lại nha. Và đừng quên là cho mình xin một lượt like nữa. Anh em like với lại đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cảm ơn anh em trước nha.